những chuyện sau cánh cửa phòng sinh, bác sĩ không bao giờ tiết lộ. Dù đã trải qua những lớp học tiền sản, xin kinh nghiệm của không ít tiền bối, thậm chí là đọc thuộc tất cả các cuốn sách về mang thai và sinh đẻ, thì mẹ cũng sẽ vẫn bất ngờ với vô số tình huống oái oăm sau cánh cửa phòng sinh. Ngay sau đây, ba mẹ nhớ bấm theo dõi trang và đừng bỏ qua video này nhé. Đầu tiên là dù có cân có mẹ vẫn bị bác sĩ đuổi về nhà. Khi mang bầu lần đầu ở những tháng cuối, điều mẹ quan tâm nhất là các dấu hiệu chuyển dạ. Thậm chí các bác sĩ theo dõi thai kỳ cũng dặn đi dặn lại rằng có cơn co thì phải vào bệnh viện ngay ấy. Vậy mà đôi khi sự thật lại không phải như vậy đâu nhé. Nhiều trường hợp hoài oai mẹ bầu xuất hiện cơn co và đã đến ngày dự sinh, nhưng khi bác sĩ thăm khám lại không thấy tử cung có biến chuyển gì, hoặc cơn co còn quá nhẹ. Khi đó bác sĩ sẽ thường yêu cầu mẹ trở về nhà và dặn chỉ quay lại khi xuất hiện cơn co nhanh và mạnh hơn. Điều thứ hai, xấu hổ vì trong phòng sinh có quá nhiều người. Nếu như mẹ xem phim, sẽ thấy cảnh trong phòng đỡ đẻ chỉ có bác sĩ và y tá. Ekip đỡ đẻ tuy đông thật đấy, nhưng sự thật còn khiến mẹ bất ngờ hơn gấp nhiều lần. Chẳng may mà mẹ đi để đúng ngày có đoạn thực tập sinh. Thế ngoài ekip bác sĩ và y tá đỡ đẻ, còn có vô số thực tập sinh đứng nhìn mẹ sinh con nữa cơ. Thứ ba, có nhiều người chạm vào chỗ nhạy cảm. Nếu mẹ là người may mắn, dễ đẻ quá trình chuyển dạ nhanh thì không sao. Nhưng nếu cơn chuyển dạ kéo dài cả ngày trời, thì một sự thật nữa mà mẹ nên sớm chuẩn bị tinh thần, đó là cứ một vài tiếng lại có người đến thăm khám chỗ nhạy cảm. Nhưng mẹ yên tâm, thăm khám tử cung là việc các y tá và hộ sinh phải làm để kiểm tra độ mở của tử cung, chuẩn bị cho công cuộc chào đón nhà bé ra đời. Điều tiếp theo là bác sĩ có thể không ở bên cạnh mẹ. Nếu như mẹ nghĩ đi đẻ, sẽ luôn có bác sĩ ở bên động viên theo dõi, thì thực tế chỉ có y tá và hộ sinh theo dõi quá trình chuyển dạ của mẹ. Đối với những trường hợp đặc biệt, bác sĩ mới là người trực tiếp chỉ đạo. Thậm chí nếu quá trình chuyển dạ diễn ra chậm, đôi khi mẹ còn phải nằm một mình trong phòng sinh nữa cơ. Tuy nhiên thì mẹ hãy hoàn toàn yên tâm, vì mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bác sĩ. Thứ năm là đặt ống thông tiểu. Nếu mẹ bầu chọn cách sinh con không đau, tức là sẽ được gây tê ngoài màng cứng hoặc sinh con bằng phương pháp mổ, thì mẹ sẽ được cao ba si đặt ống thông tiểu. Và bởi tác dụng của thuốc gây mê, sẽ khiến mẹ không hay biết gì về việc cần phải đi tiểu. Nên ống thông tiểu chính là giải pháp tối ưu. Cảm giác lúc đặt ống thông tiểu sẽ khá lạ, vì vậy mẹ nên chuẩn bị tinh thần trước đi nhé. Và bên cạnh đó là đi đại tiện. Khi thuốc gây mê màng cứng còn tác dụng, mẹ sẽ không có cảm giác mình đã đi đại tiện. Nhưng điều này hoàn toàn bình thường hết mẹ ơi, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Và hầu hết sản phụ đều đại tiện trên bàn sinh, dù đã được thụt tháo trước đó. Nên nếu như có bĩnh ngay ra trên bàn để, thì cũng là điều hết sức bình thường các mẹ bầu nhé. Thứ bảy là rách tâm sinh môn. Đây là vấn đề mà hầu hết các mẹ sinh thường đều biết và quan tâm, nhưng có nhiều mẹ do không tìm hiểu trước nên cũng khá bất ngờ. Rách tâm sinh môn là nơi bác sĩ thực hiện một vết khắc từ cửa âm đạo hướng xuống hậu môn để hỗ trợ cho quá trình sinh nở được dễ dàng. Mẹ bầu không nên quá lo lắng, vì nếu được gây tê ngoài màng cứng thì lúc khâu tầm sinh môn hầu hết sản phụ đều không cảm thấy đau. Ngoài ra thì có bệnh viện, bác sĩ sẽ chọn tiêm tê tại chỗ cần khâu để giảm đau cho sản phụ. Tuy nhiên thì có một sự thật rằng, cho dù được tiêm tê hay khâu sống thì cảm giác nó cũng không đau bằng những cơn đau đẻ. Cuối cùng, bác sĩ Lam xuất hiện trong phòng sinh. Sự xuất hiện trong phòng sinh của các bác sĩ nam luôn khiến các sản phụ sinh con lần đầu cảm thấy ngại ngùng, nhưng sự thật đây lại là một lợi thế rất lớn. Những người có kinh nghiệm trong công việc đỡ đẻ đều cho biết rằng tâm lý của bác sĩ Lam vững vàng, xử lý tình huống sẽ nhanh hơn. Vì vậy mẹ hãy bỏ hết những lùng túng và tập trung để sinh con nhé. Và trên đây là những điều có thể mẹ sẽ bất ngờ khi đi sinh con lần đầu. Nhưng bỏ qua tất cả, khoảnh khắc thấy con chào đời sẽ khiến mẹ cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Cảm ơn ba mẹ đã lắng nghe. Đừng quên bấm like và theo dõi trang để không bỏ lỡ những video mới nhất từ tạp chí Anline nhé.